Hey yo, chào mừng 500 anh em trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục mình vào trong đây, mình sẽ chia sẻ một số thông tin cơ bản nhưng cực kỳ hữu ích dành cho những anh em nào mới chơi, mới tham gia vào cái con game Huyền Thoại Mutakan. Thì vào trong đây các anh em muốn ghi xét cho mình nhanh nhất và nhàn nhất có thể thì các anh em phải tốn cho mình đồng tiền tệ, đó là T-Bone. Còn cái chuyện mà các anh em không nạp mà các anh em muốn cài cho nó dễ là không có nha anh em. Tại vì ở cái con game mà MU nhập vai này á, các anh em phải có PC, các anh em cài mới được. Còn cái phiên bản này là chuẩn của mobile, nhưng mà các anh em muốn cài cho nhẹ, cho khỏe thì bắt buộc anh em là phải nạp. Còn cái đường cài á, thì mình cũng đã có chia sẻ anh em rất là nhiều rồi. Cài được viên nào thì các anh em có thể là dùng để mình reset, mình không có đố chen. Nhưng mà cái cách nhanh nhất là các anh em dùng cho mình một cái T-Bone. T-Bone đó là một cái đồng tiền tệ chính trong game. Thì ở đây mình sẽ review cho các anh em biết là làm sao để cho reset nhanh nhất có thể ở thời gian đầu, áp dụng cho những anh em newbie mới vào. Thì các anh em bấm vào trong phần nhân vật. Vào trong phần nhân vật các anh em sẽ bấm cho mình một cái nút đó là reset. Ở reset trong đây nó sẽ có cấp độ là reset VIP và reset thường. Reset thường ở bên đây và reset VIP. Anh em muốn reset các anh em bấm vào cái chữ này. Cái chữ đang tắt bấm vô nó phực lên màu xanh là nó đang bật. Và ở đây có một cái tiện và cái lợi là tùy chọn thêm. Ở dưới đây là giữ lại vị trí. Khi mà mình giữ lại vị trí mình sẽ tốn đâu đó là 10 T-Bone. T-Bone đó các anh em có thể là cài cuốc ra là ngọc các kiểu như là Cre, Chao, Bơi, Ếch, Lai. Các anh em có thể bán ra thành T-Bone để cho các anh em là giữ lại vị trí reset. Ở đây cho chúng ta có cộng điểm sẵn luôn. Ví dụ các anh em cộng phân bố điểm nó ra là chuẩn mực hết rồi. Như mình ra ngoài đây mình nói cho anh em dễ hiểu. Ở đây là mình đã cộng chuẩn mực hết như vậy. Các anh em muốn mỗi lần reset mình sẽ thêm vào cái mục nào? Ví dụ các anh em muốn thêm vào sức mạnh, con GF là thiên về trong sức mạnh nha anh em. Thứ hai các anh em muốn thêm vào nhanh nhẹn, thứ ba các anh em muốn vào thể lực, thứ tư các anh em muốn vào năng lượng. Thì ở đây mình đi làm nhiệm vụ nên mình cộng như gì để làm nhiệm vụ cho nó tốt nhất có thể, nhưng mà cũng không có nói lên cái độ nguy hiểm lắm anh em à. Quay lại vấn đề, như ví dụ các anh em muốn cộng vô cho cái phần là mỗi lần reset của mình vào trong sức mạnh thì các anh em cộng vô. Và ở đây các anh em reset thường thì các anh em sẽ có nè 15 triệu tiêu phí nè, một Cre, một Chao. Và ở bên cái phần reset VIP thì chúng ta chỉ cần tốn là 100 T-Bone. Gen chúng ta không cần, Chao chúng ta không cần và Cre chúng ta cũng không cần luôn. Chỉ cần là đồng tiền tệ T-Bone thôi là chúng ta có thể là reset nhanh, gọn lẹ, giữ lại vị trí nè, cộng luôn cho chúng ta cái điểm bon nè. Và ở ngay vị trí như điển hình mình reset xong, mình bắt chạy từ cái map tăng thủ là Nogia, chạy lên những cái map cao dằn lên tới một cái điểm cố định là cái map mà mình thường farm để mà mình đi reset, thì nó cực kỳ tốn thời gian. Trong khi đó là các anh em chạy từ lớp 1 tới lớp 2 tới lớp 5 thì ở đây là mình đã farm được một cái lượng level nhất định nữa, là mình hơn anh em rất là nhiều anh em à. Tại vì ở cái map cao lúc nào mình cũng xả đam, vì khi mỗi lần reset là cái lượng buy-in của chúng ta không có bị tẩy, không bị xóa, mà nó còn cộng thêm nữa thì mạnh, nó càng thêm mạnh nữa. Như vậy cái giai đoạn đầu những anh em nào newbie, mình nói newbie nha chứ không phải dân cài. Dân cài thì khác, dân cài thì các anh em có thể là lòn lách cài. Những cái lòn lách đó mình đã có chia sẻ trên những cái like. Anh em nào ủng hộ like thì vào xem để mà góp ý và tìm hiểu giúp mình. Còn những anh em nào newbie, người ta có gớt lúa, người ta có đầu tư thì vào cho đây mình sẽ chia sẻ thêm. Và cái thứ hai các anh em hỏi là đi hoạt động làm sao cho nó hiệu quả và không biết ép vé như thế nào, thì mình sẽ về đây cho các anh em biết ngay và luôn. Mình sẽ mo về một cái map cho nó đẹp nhất là cái map Evelan. Map Evelan là cái map chống nhất để cho các anh em vào trong đây dễ hình dung và dễ tìm hiểu nhất. Các anh em muốn đi một cái hoạt động cho tốt, điển hình cái hoạt động chính thống của một cái con game MU là Blood và Devil. Bình thường các anh em không biết ép cái vé gì để cho mà mình đi tốt được hai cái này, thì các anh em bấm vào trong đây nè. Ở trên Clutch Shop là nó sẽ có bán những cái vé cho chúng ta luôn. Ở đây người ta sẽ có bán cho anh em nè, một vé là quyết lầu, một vé là quảng trường quỷ. Hai vé này là một cái vé VIP. Các anh em không cần phải chọn liver, nó sẽ mặc định sẵn ADD vào con nhân vật của anh em luôn. Điển hình như là cái con game là EGA Uplogenkia, nó sẽ ADD sẵn luôn. Nhưng mà các anh em không có T-Bone, các anh em cài thì được Chao, các anh em để làm cái gì? Để ép vé. Làm sao mình biết mình ở chế độ nào, mình đi cái vé nào? Không cần hỏi bố con hàng nào, chỉ cần vào trong đây chịu khó tìm hiểu một chút xíu là sẽ biết. Và ở đây mình sẽ chia sẻ luôn. Các anh em bấm vào trong hoạt động cho mình, các anh em bấm vào trong là quyết lầu. Như ví dụ anh em muốn đi quyết lầu, các anh em bấm vô thì ở đây nó sẽ có cho chúng ta nè một cái hình thức.
Ở đây là nhân một áo tàng hình cộng 7, không cần hỏi bố con thằng nào, chỉ cần vào trong đây nhấp vô, mình hiện tại đang ở level là 400 thì nó ADD cho mình là vé cộng 7, thì các anh em kiếm vé cộng 7 ép vô cho mình. Và các anh em lần lượt cũng vậy, các anh em kiếm cho mình cái chữ là quảng trường quỷ, các anh em bấm vô thì quảng trường quỷ nó sẽ sụp xuống một chút xíu, cũng là một cái bức thư quảng trường quỷ, và vé của mình là vé cộng 6. Và mấy cái vé đó các anh em có thể là mua ở đâu, các anh em đi về cái map là Logenkia, các anh em mua rất là nhiều, chỉ cần anh em kiếm trao thôi. Và hiện tại anh em cài chay á thì các anh em chừa cờ ra chừa trao, hiện tại gen bây giờ thì anh em cắm rất là tốt rồi, gen nó không có nói lên cái độ nguy hiểm quá. Các anh em đi về đây đây, các anh em mua cái vé, ở đây nó sẽ có bán vé mặc định từ cái vé 1 cho tới vé cao nhất là cái vé 8. Thì khi mà các anh em làm master xong thì các anh em sẽ ADD mặc định là mình chỉ sử dụng một cái vé 7 hoặc là một cái vé 8 thôi, chứ không còn đi cấp thấp được. Ở đây là ở trên là bức thư của quỷ là mình đi trong quyết lầu, ở dưới một con mắt và chìa phá là mình đi ở trong là debut quảng trường quỷ. Còn ở dưới đây là một cái giá hình một cái áo giáp, cái đó là mình đi trong cấp tư, viết tắt đây là CC đó anh em ạ. Và bán những cái linh tinh phụ kiện ở thời gian đầu như là một cái con tiên găng, một cái con tiểu quỷ, những cái bình HP và bình mana, và có thêm con kỳ lân. Con kỳ lân này thì mình đã có làm clip rồi, một bước lên mây, chỉ cần 10 con cộng thêm một chao các anh em có thể là lên tới trên trời luôn, không cần làm dưới đất nữa anh em ạ. À, ăn cơm dưới đất nhưng mà chúng ta sẽ làm chuyện ở trên trời. Tiếp theo là một cái vấn đề nữa mà anh em kêu mình hôm nay ở trên những cái like hoặc là những cái comment, những cái bình luận, thì làm sao để làm được cái nhiệm vụ là 380 demo cho anh em biết luôn. Nhưng mà ở thời gian bây giờ thì mình khoan anh em, mình ít đi, mình xì tớp lại, các anh em không có làm nhiệm vụ nổi đâu. Cái thứ nhất là quái ở ba map ta căng 2 Ikawood và ở trên Aya cực kỳ là trâu, đam nó cực kỳ to, các anh em lên trên đó chỉ một quẹt thôi các anh em đã về quê. Tại vì ở một cái phiên bản đầu, ở một cái giai đoạn đầu, các anh em không có được cái giáp tốt, các anh em không cộng hưởng được lên cao, ví dụ các anh em cộng 5 cộng 6 gì đó. Đặc biệt các anh em phải cần có một tem để đi làm, có bờ người ta kéo thì các anh em đi làm rất là dễ. Và ở đây một cái vấn đề mà mình đã like, mình đã có chia sẻ anh em rồi, thì các anh em muốn vào trong một cái nhóm, một cái gui gì đó thì các anh em phải vào NPC này đây, NPC hình màu trắng này nè là người quản lý nè, các em nhấp vào và gia nhập cái rank nút cái dòng thứ ba, các em nhấp vào trong đây rồi là bấm là tôi sẽ chấp nhận, thì các em mới vào trong một cái gui, vào trong một cái bang. Thì hiện tại mình đang ở trong một cái bang là Long Bang. Long Bang này mình đã tạo ra một cái gui lớn ở bên cái con game là EG Uplogenkia, cái bên đó mình đã tạo ra ba gui lận, gui nào cũng đông anh em hết, nhưng mà một phần á thì anh em treo, một phần anh em on. Và hôm nay cũng tái diễn lại ở một cái con game là Huyền Thoại Mutakan, cũng có gui Long Bang. Anh em nào muốn vào á, chừng nữa mình sẽ để một cái số điện thoại Zalo của mình ở trong cái video này, mình sẽ để một cái link Zalo luôn, các anh em có thể là vào thẳng trong đó khỏi cần thông qua ai hết, mà vào trong đây mỗi like hàng đêm mình like, các anh em có thể là vào trong đây, vào trong một cái gui trực tiếp, anh em mình vào chạy liver trực tiếp với nhau, BK hoặc là đi khệ đi săn bot. Ở thời gian đầu á thì một số anh em chọn đúng class là sẽ mạnh, như là cái con cung nữ nè, cái con MG nè, là những con đó nó rất là khỏe ở giai đoạn này. Đặc biệt thêm nữa là có con Deathlord, nhưng mà con Deathlord nó chưa có ngựa thì các anh em không có phát huy được, tại vì khi mà đeo ngựa lên được nó hấp thụ phần trăm sát thương nó rất là cao, thủ cũng có và đam cũng có, nhưng mà cái con ngựa bây giờ nó bán với trị giá là cực kỳ cao nghe anh em. Hiện tại các anh em chọn con đường đúng đắn đó là một cái con MG và cái con cung nữ, hai con này giúp cho chúng ta có được một cái lượng đam rất là ổn, rất là tốt khi mà các anh em có thể là làm nhiệm vụ được, khi các anh em có thể là farm cấp nhanh. Quay lại vấn đề chính, làm sao để làm được cái nhiệm vụ 380. Làm nhiệm vụ 380 thì các anh em farm lên cho mình level 400 luôn đi, 400 làm gì, đặng mình làm thêm một cái nhiệm vụ cuối, vì làm nhiệm vụ 380 nó chưa có lên master được. Làm nhiệm vụ 4 400 lên trên map 3 gấp mà mình hạ mỗi một con là 20 lần thì như vậy chúng ta mới làm nhiệm vụ được. Đầu tiên các anh em phải cho mình là một cái level 400 và lên trên map là cờ river, còn gọi là cờ ghi đó. Lên trên đây các anh em đối thoại với một mục sư ở đây thì đợi đây chúng ta nhận. Khi mà chúng ta nhấp vào trong đây, ổng hỏi là mình có chấp nhận và đủ điều kiện, đủ lực để mà mình đi làm nhiệm vụ không, thì mình cứ bấm là ok, tôi đồng ý, tôi làm được. Thì ở đây ổng sẽ giao cho mình ba cái nhiệm vụ là trái tim dơi lửa, sừng quỷ vương và long phụng hoàng lửa. Ở đây trái tim dơi lửa là các anh em lên trên map là ta căn 2, sừng quỷ dương là các anh em lên trên map Aya, và long phượng hoàng các anh em lên trên map là Ica Wood vào cuối bãi. Thì mình sẽ đi từ bãi quái để cho các anh em biết mà các anh em đi làm, nhiều khi là có bờ gồ kéo hoặc là các anh em có thể là tự lực cánh sinh. Ở đây nhiệm vụ có thể là mua được, cái phiên bản này là có thể mua được nhiệm vụ nghe anh em, không nhất thiết là các anh em phải cài đâu.
Thì đầu tiên mình sẽ mo map lên trên map Takan 2. Takan 2 thì sẽ cho chúng ta đi vào trong một cái hang dê nha. Thì cái bản đồ nó bị lỗi, anh em đừng có bấm xa quá. Nếu mà bấm xa quá là nó sẽ có tình trạng giật. Các anh em đi tới rồi giật, đi tới rồi giật lại. Nên các anh em chỉ cần đi gần thôi. Nếu mà các anh em lười di chuyển ở trên cái con trỏ chuột thì các anh em cứ việc làm như mình đây. Mở cái bản đồ lên rồi cho nó đi từ từ, đừng có cho nó đi lẹ quá. Một cái một cho nó đi lẹ thì rất là dễ bị lỗi. Cái trái tim dơ lửa này các anh em ở một cái bãi quái đầu là sẽ farm ra, thì mình sẽ vào trong đây mình farm luôn. Ở hiện tại bây giờ á thì nó rất là đuối anh em à, mình sẽ bật lên. Qua cái cộng điểm của mình sẽ cộng vào cái đậu xanh BBK rồi anh em à. Có một thằng đã ngộ sát mình. Hiện tại nếu mà nó ngộ sát ở đây thì các anh em chuyển server nha. Mình sẽ đổi kênh, hiện tại mình đang đổi kênh ở kênh 4, mình sẽ qua bên kênh 6 mình làm lại nha anh em. Vào trong đây các anh em có thể là bật một cái kỹ năng tự động lên. Nếu mà các anh em sợ nhặt không kịp thì các anh em có thể là ghi một cái tên vào trong đây. Ghi cái tên vào đó là các anh em làm sao để ghi được. Các anh em vào trong hình cái cờ lê cho mình, vào trong cái nhặt đồ, các anh em tích vào trong cái ô trong đây. Như ví dụ là các anh em ghi cái chữ sừng nè, ở đây mình ghi là lông nè, sừng nè và trái tim. Thì như vậy chúng ta có thể là vừa farm ra là chúng ta có thể là nhặt luôn nha. Ở đây là có một người quen, hiện tại là mình đang cộng cái con của mình như vậy đây. Các anh em có thể là hạ cái lần này xuống cũng được, nhưng mà hạ lần này xuống á thì chúng ta dễ bị quái nó cắn nha. Hiện tại mình sẽ hạ cái này xuống. Khi mà các anh em tham gia ở trên một cái group, các anh em cố gắng làm sao tương tác cho nhiều với một cái group của cái con game là Huyền Thoại Mù Tơ Căng. Các anh em lên được một cái fan cứng. Fan cứng là chúng ta có được một cái nguồn lợi nó rất là nhiều nha. Ở đây là chúng ta sẽ được full boost và kèm theo đó là một cái win và cho chúng ta được 4 pet, một con đại quỷ, một con ngựa, một con gồng xương và một con gấu, cho chúng ta full pet luôn và một cái win, đặc biệt là full boost, có thêm một cái là nhân S luôn. Thời gian mình sử dụng còn rất là lâu, nó cho mình tới 3 ngày lận anh em. Cài chay, cài free, cài miễn phí mà chúng ta có được những cái như gì thì nó quá là ok anh em ạ. Cố gắng làm sao tương tác với một cái group, cái fanpage của nó để nhận được một cái danh hiệu fan cứng. Liên hệ vào trong fanpage, chụp hình gửi lên mình là fan cứng là cho nè, các anh em sẽ nhận được một cái mã code. Hiện tại thì rất là nhiều anh em làm nhiệm vụ nên cái chuyện mà sát sức để mà mình nhặt được thì nó rất là khó. Mình sẽ lên trên một cái map là Aya 2 để lên cho anh em xem. Aya 2 các anh em đi theo hướng này nha. Lên chừng nào kiếm được một cái con boss quỷ dương rồi ngưng nghe anh em. Đây là cái điểm của chúng ta để kiếm được một cái sừng của quỷ vương. Thì vào trong đây mình có thể là mình farm luôn nha. Boss quánh khá đau nha anh em ạ. Qua hiện tại ở trên đây thì mình cũng không có nhặt được cái gì nha anh em. Và cuối cùng là một cái map là Icarus đi ra cuối map. Ở trên map Icarus này, ở trong cái phần cuối map rất là nhiều quái, càng vô trong quái đam nó càng to. Các anh em phải có một cái lượng thủ tốt và có một cái lượng HP đủ tốt để các anh em kit nha. Và cuối cùng là đã vào tới trong cái hang boss, farm chừng nào mà nó gây ra vật phẩm rồi thôi nha anh em. Và đó là những cái tính năng cơ bản dành cho những anh em nào mới vào trong đây để cài một cái con game là Huyền Thoại Mù Tơ Căng. Thì đây là làm theo yêu cầu của các anh em. Các anh em có yêu cầu gì thì chịu nói, các anh em có thể là mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Nằm trong cái phần khả năng của mình sẽ làm phục vụ cho anh em hết. Còn những tính năng này mình đã có làm rất là nhiều clip rồi, nên mình sẽ cho nó pha chế một chút xíu vô, nó không có bị trùng lặp nội dung nghe anh em. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video clip của mình nha. Hẹn anh em vào một cái video gần nhất ở một cái con game là Huyền Thoại Mù Tơ Căng.